Cho nên các anh chị mình hãy báo cho nhóm của mình một lần nữa, cũng như là báo cho từng thành viên trong nhóm mình ha, để các bạn tham gia vào nè. Nó là lợi ích chung của mình và của bạn luôn. Chúng ta sẽ chờ khoảng 3 phút nữa rồi Như sẽ bắt đầu luôn nha các anh chị. Các anh chị nào mà mình vào Zoom rồi á. Dạ, xin chào tất cả các anh chị nha. Các anh chị nào mà vào Zoom rồi á, thì mình làm một động tác gì ạ? Chụp màn hình nè, gửi vô trong nhóm chat của mình. Mình để ý coi bảo trợ mình vô chưa? Để ý coi tuyến dưới của mình vào chưa? Những đồng đội tiềm năng của mình trước. Rồi từ những người tiềm năng đó, mình sẽ báo với bạn là báo cho đồng đội của bạn. Được không ạ? Chứ mình có một mình thôi à, mà cùng lúc mình báo làm sao báo cho 100 người được. Đó, mình làm việc một cách gọi là có hệ thống một chút xíu thì mình đỡ cực. Đây, được 780 thành viên tham gia rồi, quá là đông. Tuyệt vời quá. Chào chị Liễu, chào chị Oanh, chào chị Tuyền. Chào chị Ngân nè. Chào chị Thủy nha, chào Trần Hoài. Chào chị Nga. Đó. Chào chị Tuyền, Lý. Chị Kiều nữa nè. Anh Tú ơi, cái meeting analytics nó đang record hả anh? Em thấy nó đang gửi cái gì vô nhóm nè, là mình có cần xử lý nó không? Rồi, anh xử lý rồi. À vậy hả? Dạ. Ok. Rồi ok, bây giờ cũng là 8 giờ rồi. Thì đúng giờ mình làm việc nha các anh chị ơi. Ngày hôm nay á, thì Như có một cái buổi Như muốn chia sẻ với các anh chị về công cụ mới của Oriflame, giúp cho các anh chị gọi là rút ngắn chặng đường, rút ngắn thời gian thành công của mình hơn nữa trong Oriflame. Thì Như sẽ chia sẻ hình ảnh này cho các anh chị xem ha. Oriflame á, thì mình tham gia Oriflame là vì 10 quyền lợi. Tuy nhiên á, ở trong cái ngành network marketing của mình hay gọi chung là kinh doanh theo mạng ở Việt Nam á, thì mình có 12 lợi ích khi mà mình kinh doanh mình tham gia mô hình kinh doanh theo mạng này các anh chị. Đó, chúng ta sẽ sơ lược qua 12 lợi ích này một tí xíu ha. Thứ nhất á, là cho các anh chị và cho những người thân của mình, chính bản thân của mình và những người thân của mình có được sức khỏe và sắc đẹp nè. Thứ hai là mình có cơ hội bình đẳng cho mọi người, bất cứ ai cũng có thể thành công. Thứ ba, đây là một môi trường có thể giúp đỡ người khác. Đó, bạn càng giúp đỡ nhiều người thành công thì bạn lại càng thành công hơn nữa. Số 4 nè, cho phép bạn xây dựng mối quan hệ ở khắp mọi nơi luôn. Ví dụ như như ở Sài Gòn nhưng mà Như cũng có thể làm việc bất
rất là nhiều các anh chị ở ngoài miền Bắc đó, hoặc là ở xuyên các quốc gia khác, miễn sao họ là người Việt Nam đó. Đây là một môi trường để các anh chị có thể hoàn thiện bản thân của mình ha, mình được rèn luyện các kỹ năng sống nè. Nhiều khi á, các anh chị mình ví dụ như là ở trong Oriflame á, được khoảng 5 năm đi đó, thì bằng như các anh chị đã sống ở ngoài cuộc sống á, khoảng tầm 10 năm 20 năm các anh chị. Đó là lý do vì sao rất là nhiều người yêu thích Oriflame nè. Rồi có thể làm việc ngay tại nhà luôn, với thời gian hoàn toàn mình có thể chủ động được, sắp xếp thời gian nào cơm nước, lo lắng con cái, thời gian nào mình làm việc, đúng không ạ? Vẫn đạt năng suất cao như thường. Số 7 là mình đạt được sự tự do về tài chính, đúng không? Làm để sống, để vui, để khỏe, để sung túc, đúng không ạ? Và mình cho phép bản thân của mình tạo dựng doanh nghiệp cho riêng mình, và có khả năng phát triển toàn cầu luôn các anh chị. Oriflame hơn 60 quốc gia mà. Rồi số 9 nè, cơ hội thực hiện được các ước mơ trong cuộc đời của mình nha. Ước mơ được đi du lịch nè, ước mơ được thay đổi bản thân, thay đổi chất lượng sống, thay đổi gia đình của mình, giúp đỡ cho rất là nhiều người quen biết và không quen biết của mình nữa. Bên cạnh đó các anh chị được tuyên dương, chúc mừng, vinh danh khi các anh chị đạt những cái danh hiệu, đúng không ạ? Và số 11 là đóng góp công sức xây dựng cộng đồng của mình ngày càng tốt đẹp hơn. Đó. Chúng ta không chỉ là thành công một mình, chúng ta còn thành công cùng với nhiều người khác. Đó, và số 12 là các anh chị có quyền chuyển nhượng, thừa kế lại hệ thống của mình. Đó, đạt được cái sự tự do về thời gian, tự do về tài chính. Và ngày hôm nay thì các anh chị sẽ được lợi gì? Khi mà các anh chị tham gia vào buổi hôm nay, các anh chị đầu tư cho mình khoảng tầm 45 phút để các anh chị ngồi ở đây, thì các anh chị có 5 cái quyền lợi. Thứ nhất, rất là nhiều các anh chị không biết bây giờ mình phải bắt đầu như thế nào, tôi phải bắt đầu từ đâu ha. Rồi thứ hai là các anh chị sẽ làm thế nào để rút ngắn lại, các anh chị thành công trong 90 ngày và tận dụng được thế mạnh của người khổng lồ Oriflame. Các anh chị nghe nói về cụm từ này nhiều lắm, nhưng mà sao mình còn thấy mông lung quá, mình biết xài cái gì làm sao đó. Và số 4, các anh chị phát huy được cái lợi thế là đào tạo được đội nhóm, đào tạo được những người thậm chí mới quen luôn, ở mọi lúc mọi nơi luôn nha. Thậm chí các anh chị ra quán cà phê, các anh chị cũng có thể đào tạo người ta được. Các anh chị ở tại nhà, các anh chị cũng có thể đào tạo được. Đó, chia sẻ, đúng không ạ? Cái chủ đề năm nay là Let's Talk, tức là hãy chia sẻ thật là nhiều. Và lợi thế số 5, các anh chị sẽ được, với các anh chị là người mới tham gia trong 30 ngày. Vậy các anh chị nào là người mới tham gia trong 30 ngày ạ? Các anh chị đánh cho Như số 1 nha. Các anh chị nào mà là người mới tham gia trong 30 ngày, các anh chị đánh số 1. Đó. Ồ, có một số số 1, các anh chị cũng phải khách quan chút xíu nha mọi người. Đó, các anh chị nào á, mà mình đã tham gia trên 30 ngày thì các anh chị không lo, bởi vì các anh chị sẽ tận dụng được bốn cái thế mạnh ở phía trên. Còn các anh chị nào người mới, tất nhiên mình người mới mình sẽ được ưu tiên một xíu. Đó, mình sẽ được quà các anh chị. Quà 299.000, chỉ trả có 99.000 thôi. Vậy thì nói dông nói dài thì công cụ đó là gì? Thì ngay bây giờ Như sẽ show ra cho các anh chị thấy được không ạ? Ok. Ok. Các anh chị ơi, các anh chị lên website của Oriflame. Các anh chị website mang tên là oriflame.vn nha. Oriflame.vn. Đó, các anh chị thấy không ạ? Oriflame.vn. Và các anh chị đăng nhập vào, thì ở đây là Như có mượn một mã số của nhà phân phối mới của mình. Đó, y chang như các anh chị là người mới vậy luôn. Vậy thì các anh chị sẽ bắt đầu như thế nào? Thì mình sẽ có công cụ khởi đầu hoàn hảo. Ngay khi các anh chị đăng nhập vào website thì các anh chị đã hiện ra khởi đầu hoàn hảo ở đây rồi nè các anh chị. Đó, vậy thì bây giờ nếu mà các anh chị mình có thể vào ở một phần nữa, đó là cái quản lý hệ thống nè. Các anh chị thấy không ạ? À, kết quả kinh nè, quản lý hệ thống nè. Không, kết quả kinh doanh nè. Đúng rồi, các anh chị vào kết quả kinh doanh. Kết quả kinh doanh nha, là các anh chị sẽ thấy cái khởi đầu hoàn hảo ở đây ha. Các anh chị bấm vào, mình chào mừng gia nhập Oriflame. Đó. Ví dụ như khi các anh chị tham gia, các anh chị muốn chia sẻ công việc cho một người khác, họ bắt đầu như thế nào, thì các anh chị hãy mở cái website của mình ra, đúng không ạ? Và mình đăng nhập vào mã số của mình và bắt đầu hướng dẫn cho người mới của mình ngay tại chỗ luôn. Đó, chỉ cần khoảng tầm 15 phút thôi, mình có thể hướng dẫn được cho bạn mới nè.
Đầu tiên nha, là chúng tôi là giới thiệu ba hoạt động giúp bạn có thể khởi đầu hoàn hảo ở mọi lúc mọi nơi luôn. Công cụ đó là ba bước: dùng, chia sẻ và mời, được không ạ? Các anh chị nhớ không ạ? Các anh chị comment xuống phần bình luận cùng với Như nha. Dùng, chia sẻ và mời ạ. À, dùng, chia sẻ và mời, các anh chị nhớ ghi bình luận nha. Đó, mình nói để mình một lần nữa mình nhắc bản thân của mình luôn các anh chị. Vậy thì công cụ đó như thế nào? Các anh chị mở cái website ra và ngay đây có một cái clip rất là hay, và Như cùng với các anh chị cùng nghe cái clip chào mừng đến với Oriflame nha. Ủa sao không nghe gì hết ta? Đợi Như xíu nha, Như xử lý một xíu, phải mở cái tiếng lên. Xin chào và chúc mừng bạn gia nhập Oriflame. Giờ đây bạn là thành viên của một cộng đồng làm đẹp toàn cầu và một trong những công ty bán hàng xã hội lớn nhất châu Âu. Hơn 50 năm qua, chúng tôi đã giúp đỡ rất nhiều người trên thế giới tạo ra thay đổi tích cực trong cuộc sống của họ. Giờ đây, chúng tôi hy vọng sẽ mang đến tác động tích cực cho cuộc sống của bạn. Bất kể mục tiêu của bạn là tạo thêm thu nhập hay phát triển công việc kinh doanh toàn thời gian, bạn đều có thể đạt được mục tiêu ấy cùng Oriflame. Có thể bạn muốn đưa người thân đi ăn nhà hàng mỗi tuần, mua được đôi giày hàng hiệu hay mẫu điện thoại mới nhất, dẫn người bạn thân đi chơi xa một cách bất ngờ, cho con cái đi học ngoại ngữ ở trung tâm lớn, hoặc là bạn chỉ muốn gia nhập một cộng đồng làm đẹp tuyệt vời, kết bạn và tìm kiếm niềm vui. Hãy bắt đầu công việc bán hàng xã hội. Bạn có hai cách tạo thu nhập. Bạn có thể kiếm tiền bằng cách giới thiệu và bán sản phẩm cho khách hàng, phát triển công việc kinh doanh, tăng thu nhập bằng cách mời người khác cùng giới thiệu và bán sản phẩm. Bất kể bạn muốn đạt được mục tiêu nào, bạn đều có thể kiếm tiền ngay vào ngày đầu tiên tại Oriflame. Nếu bạn đang muốn biết bắt đầu như thế nào, thì chúng tôi mang đến tin vui đây. Xin giới thiệu ba hoạt động sẽ giúp bạn có một khởi đầu. Rồi, phần 1 á, là Oriflame đã tự giới thiệu về mình đúng không ạ? Nếu mà các anh chị nào mà chưa biết giới thiệu Oriflame như thế nào, các anh chị có thể mở cái video clip ở trong cái website của mình lên và mở cho người người kế bên, người đồng đội mình muốn chia sẻ luôn. Đó, và Oriflame có hai cách để tạo ra thu nhập cho bạn đấy, là hai cách như thế nào và bắt đầu ba hoạt động để bắt đầu khởi đầu hoàn hảo luôn. Các anh chị thấy tiện lợi không ạ? Oriflame đã nói giùm các anh chị hết rồi đó. Hoàn hảo và có nhiều lợi ích nhất tại Oriflame. Sử dụng, chia sẻ và mời bạn bè. Một, sử dụng sản phẩm và xây dựng câu chuyện sản phẩm. Hãy tìm sản phẩm phù hợp với bạn. Sử dụng và trải nghiệm các lợi ích của sản phẩm. Hai, chia sẻ câu chuyện sản phẩm và bắt đầu tạo thu nhập. Chia sẻ câu chuyện sản phẩm của bạn và giới thiệu sản phẩm với ít nhất 3 người mỗi ngày. Cách này giúp bạn tạo thu nhập từ ngày đầu tiên. Ba, mời bạn bè cùng phát triển công việc kinh doanh. Xung quanh bạn hẳn sẽ có người cũng muốn khám phá về Oriflame. Hãy mời họ cùng xây dựng công việc kinh doanh, cũng như tìm hiểu về sản phẩm của chúng tôi và cơ hội tạo thêm thu nhập. Trong chương trình khởi đầu hoàn hảo 90 ngày đầu tiên cùng Oriflame, bạn sẽ học được những kỹ năng cần thiết để sử dụng, chia sẻ và mời bạn bè. Hãy lặp lại ba hoạt động này trong mỗi kỳ kinh doanh để giúp bạn kiếm tiền ngay ngày đầu tiên. Các anh chị thấy không ạ? Oriflame đã nhấn mạnh rồi là các anh chị có thể kiếm tiền ngay ngày đầu tiên các anh chị gia nhập luôn. Và từng bước xây dựng thành công. Cùng nhau, chúng ta sẽ xây dựng một cộng đồng làm đẹp lớn nhất thế giới. Hân hạnh chào mừng bạn. Chúng tôi rất vui khi có bạn đồng hành. Hy vọng sớm được gặp bạn tại một buổi gặp mặt hay hội nghị Oriflame. Đó, hy vọng có thể gặp lại bạn ở một buổi hội nghị hoặc là buổi buổi gặp mặt Oriflame. Vậy thì sao ạ? À? Nếu các anh chị đang là một người bảo trợ, các anh chị muốn chia sẻ với một đồng đội của mình thì các anh chị hãy làm cái hành động đó, tức là sao ạ? À? Các anh chị hãy mời họ đến một buổi gặp mặt của bảo trợ các anh chị tổ chức. Có thể là bảo trợ ở gần nhà thì quá tiện lợi, nhưng nếu bảo trợ ở xa thì khi mà bảo trợ có tổ chức, các anh chị nhớ mời người đến. Rồi bên cạnh đó là những buổi gặp mặt hội nghị ở tại Oriflame, ví dụ như là Manager Bootcamp nè, hay là LC nè, hay là những buổi mà công ty đào tạo có mời bác sĩ đến, các anh chị cũng có thể mời họ đến. Bên cạnh đó, các anh chị cũng có thể mời họ đến những buổi Director Seminar, đúng không ạ? Các anh chị có nghĩa là các anh chị giúp họ đạt được cái vé để họ tự đi bằng cái tên của họ, thì đồng thời thông qua những buổi hội nghị đó họ càng yêu thích Oriflame nhiều hơn. Được không các anh chị ha? Vậy thì các anh chị thấy rằng là cái công cụ này rất là hiệu quả, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Nói giùm mình rất là nhiều rồi. Đặc biệt là sao ạ? Các anh chị phải tưởng tượng ra là đôi mắt người mới của mình á, bạn bè của mình á,
nhìn mình sẽ như thế nào? Các anh chị là ai ạ? Các anh chị làm công việc gì ạ? Các anh chị đến từ đâu ạ? Các anh chị đa phần nha, đến với Oriflame là bởi vì muốn kiếm thêm một nguồn thu nhập, tức là thu nhập chính của các anh chị không đủ chi tiêu và các anh chị muốn đến với Oriflame. Vậy thì các anh chị là mẹ bỉm sữa, là công nhân, là nội trợ, là nhân viên văn phòng, là giáo viên. Đó, khi mà các anh chị đến đây thì đa phần mọi người nhìn các anh chị rất là bình thường đúng không ạ? Rất là bình thường luôn. Các anh chị nhiều khi mình đưa cái website này ra và các anh chị khởi đầu hoàn hảo với một người mới thì họ nhìn các anh chị với một đôi mắt hoàn toàn khác các anh chị. Các anh chị rất là tự hào là ôi, công ty tôi làm rất là chuyên nghiệp đó nha. Công ty tôi là một tập đoàn đến từ Thụy Điển và họ có những công cụ rất là tuyệt vời. Hôm nay họ hỗ trợ cho tôi, nhưng ngay hôm nay tôi mở mã số cho bạn thì ngay bây giờ họ đang hỗ trợ cho tôi cùng với hỗ trợ cho bạn. Các anh chị hiểu không ạ? Các anh chị hãy vận dụng cái cách mà giống như như nói nha. Bởi vì sao ạ? Các anh chị làm Oriflame là kinh doanh hệ thống, xây dựng mạng lưới. Vậy thì khi các anh chị làm việc, các anh chị đừng bao giờ nghĩ là mình sẽ làm việc có một mình thôi à. Cái gì mình cũng chỉ nghĩ cho mình không à, mình không biết nghĩ tới ai hết. Thì như vậy các anh chị sẽ rất là khó để thành công. Vậy thì khi các anh chị làm, các anh chị hãy mường tượng ra rằng là à, nếu mà tôi có tuyến dưới, tôi sẽ nói như thế nào với tuyến dưới của tôi, mà làm thế nào để tuyến dưới có thể sao chép được theo y chang những gì tôi làm. Thì khi tuyến dưới bạn sao chép theo bạn càng đơn giản á, thì bạn lại càng dễ thành công. Được không ạ? Rồi, ok. Vậy thì sau khi mà bạn chia sẻ với một người rồi thì bạn hãy hỏi người ta một cái câu hỏi là bạn đang quan tâm tới điều gì? Thứ nhất, Novae tức là dưỡng da mặt các anh chị. Wellness là về dinh dưỡng và kinh doanh là về kiếm tiền đúng không ạ? Mình có thể hỏi bạn và bạn trả lời cho mình. Có nghĩa là ở đây là bạn mới của Như là bạn chưa đánh dấu vào. Nhưng mà nếu các anh chị đánh dấu vào rồi á, thì các anh chị phải đặt câu hỏi lại với người của các anh chị. Được không ạ? Và nếu các anh chị yêu thích Novay thì như nào có dưới đây luôn. Các anh chị thấy tuyệt vời không? Nếu các anh chị yêu thích Novay thì các anh chị sẽ khám phá quy trình chăm sóc da cao cấp giúp ngăn ngừa lão hóa, có tác dụng được chứng minh lâm sàng luôn. Và hãy cùng bắt đầu trải nghiệm ngay. Đó, chứng nhận là Skin Fluencer, tức là những người mà đi đầu về cái lĩnh vực chăm sóc da các anh chị. Đó, tuyệt vời không? Rồi wellness, rồi về cơ hội kinh doanh. Đó, lối sống lành mạnh, xây dựng một phong cách sống mà mọi người hằng ao ước. Đó, và bạn, các anh chị có thể trở thành một chủ nhiệm của một câu lạc bộ wellness luôn. Tại sao không mà các anh chị? Các anh chị đừng có nghĩ là trời ơi mình phải đạt được quản lý cấp cao hay là các anh chị phải thành công vang dội các anh chị mới được làm chủ nhiệm. Nhưng mà không, các anh chị hãy nhớ nha, ngày hôm nay Điệp Như đã nói với các anh chị một điều rằng là chỉ cần các anh chị đạt 9% thôi thì các anh chị hoàn toàn có thể làm chủ nhiệm một câu lạc bộ wellness. Bởi vì sao? Bởi vì ngày đầu tiên Như tham gia Oriflame lúc đó Như cũng chỉ có 9% thôi. Như đã có thể tạo ra những cái buổi nhỏ nhỏ của riêng mình và mời đồng đội của mình đến tham gia. Lý do vì sao ạ? Lý do bởi vì lúc đó bảo trợ Như nghỉ mất tiêu rồi, không có ai hỗ trợ cho Như hết, và Như không thể lấy điều đó để biện bạch hoặc là đổ lỗi là bảo trợ tôi không làm, bảo trợ tôi không có cho nên tôi không thành công các anh chị. Mà Như tận dụng ngay những công cụ này, Oriflame họ nói là bạn cũng có thể khám phá cơ hội trở thành chủ nhiệm, cho nên Như muốn trở thành một chủ nhiệm câu lạc bộ wellness của mình. Thành ra Như làm cái những cái buổi gặp mặt của đội nhóm của mình, được không ạ? Các anh chị nào 9% trở lên đâu ạ? Nếu các anh chị 9% trở lên thì các anh chị comment nha. Các anh chị comment chữ tôi được không ạ? Từ 9% trở lên các anh chị comment tôi vào phần bình luận nha. Quá trời tuyệt vời, tôi quá trời luôn. Tôi theo kiểu này nè các anh chị. Tôi, được không ạ? Đó, tôi là vậy đó. Rất là năng lượng. Các anh chị thấy không ạ? Nếu mà một mình Như thôi, như ví dụ đi, nếu mà một mình Như, các anh chị nói Như giỏi, một mình Như tổ chức thì cũng chỉ có một buổi thôi. Hay là sếp Hải tổ chức thì cũng chỉ có một buổi. Hay công ty tổ chức thì cũng chỉ có một buổi, là ba buổi thôi. Nhưng nếu các anh chị tổ chức ở tại nhà của các anh chị,
những buổi chia sẻ về wellness, những buổi chia sẻ về Novay, những buổi chia sẻ về cơ hội thành công với Oriflame á, nãy giờ như đếm sơ sơ cũng được 100 chữ tôi. Vậy thì trong một ngày chúng ta có thể có 100 câu lạc bộ như thế. Các anh chị thấy tuyệt vời không ạ? Và Như cảm thấy rằng là điều đó mới thật sự xứng đáng để mình quyết định là mình trở thành Oriflamer các anh chị. Tức là khi mình có đội nhóm của mình 5 người mà 5 người đó cùng tổ chức 5 câu lạc bộ thì các anh chị thấy các anh chị đã nhân rộng chưa ạ? Đó, các anh chị nhớ cái điều mà Như nói nha. Hôm nay Như là người chịu trách nhiệm chia sẻ với các anh chị về công cụ này. Thành ra những cái điều nhỏ nhỏ như chia sẻ, các anh chị nhớ lấy giấy viết mình ghi chép lại nha. Đừng để ý tưởng lướt qua trong đầu bạn mà không giúp bạn kiếm được một đồng nào. Các anh chị nhớ nha. Rồi, ok. Tiếp tục các anh chị ơi, hãy hành động nha. Ba điều cần biết. Ngay bây giờ các anh chị lập tức ghi xuống sổ của mình ba điều người mới cần biết ạ. À. Thứ nhất, lợi nhuận tức thì. Thứ hai, điểm kinh doanh BB là gì? Thứ ba là chương trình chào mừng, welcome program. WP tức là viết tắt của chữ welcome program các anh chị ha. À, vậy thì các anh chị phải ghi lại ngay lập tức các anh chị. Lý do vì sao mình cần phải ghi lại? Bởi vì nếu bản thân mình không biết, mình phải đi móc cái này lại, hỏi bảo trợ. Được không ạ? Ghi ngay vô sổ liền ạ. À. Hỏi bảo trợ. Còn nếu các anh chị đã biết rồi thì sao? Các anh chị móc cái này lại, các anh chị ghi là bắt đầu chia sẻ với người mới của mình ngay từ những ngày đầu tiên luôn. Các anh chị đừng có ỷ lại là ồ có cái clip của sếp Hải rồi, có cái clip của chị Điệp Như hướng dẫn rồi, có cái clip của anh này, có clip của anh chị trưởng nhóm kia. Không các anh chị, người mới họ chỉ tin tưởng các anh chị thôi. Họ tin các anh chị, họ gửi căn cước cho các anh chị. Thành ra là các anh chị phải là người khởi động với họ thì họ mới dễ thành công được. Các anh chị làm việc là vì bản thân của mình đúng không ạ? Các anh chị cũng muốn họ gắn bó với các anh chị chứ. Các anh chị đâu muốn họ gắn bó với một người trưởng nhóm khác đâu. Thành ra các anh chị nhớ nha, giống như con gà con vậy, các anh chị tưởng tượng đi, con gà con nở quả trứng ra. Nó thấy cái con nào đầu tiên thì con đó là mẹ của nó. Các anh chị nhớ cho Như nha. Cái đó là cái nguyên tắc rồi. Ví dụ như con gà con nó nở ra, nó thấy con chó đầu tiên thì nó đi theo con chó hoài luôn các anh chị. Nó thấy con mèo đầu tiên nó đi theo con mèo hoài luôn. Và đặc biệt nó thấy một em bé thì đi theo em bé luôn. Nhưng nếu nó thấy con gà mẹ thì sao ạ? Thì đó là một chuyện hoàn toàn khác. Các anh chị muốn đổi nhóm, các anh chị giống ai? Giống các anh chị hay giống bà hàng xóm? Thì đó là quyền của các anh chị lựa chọn, đúng không ạ? Chia sẻ, ghi chép lại ngay lập tức ba cái điều các anh chị phải nói cho người mới của mình nghe được. Lợi nhuận tức thì là gì? 23%. Tại sao ở ngoài em nghe người ta nói là 30% vậy chị? Phải giải thích được các anh chị nha. Còn nếu các anh chị nào không giải thích được thì hẹn các anh chị ngày mai. À, qua một cái buổi chia sẻ về kế hoạch thành công, các anh chị sẽ biết được tại sao có người nói 23%, có người nói 30%, nhưng liên qua quảng cáo cho chị trưởng nhóm ngày mai luôn. Cho nên các anh chị nhớ là các anh chị nhớ vào Zoom mỗi ngày, được không ạ? Điểm BB là cái gì? Cách để đặt hàng sao vô app rồi bao nhiêu điểm là bao nhiêu tiền. Các anh chị biết tính cái giá gốc của sản phẩm rồi đúng không? Vậy các anh chị biết cách bấm từ giá gốc để qua điểm BB chưa? Hẹn các anh chị ngày mai luôn. Chương trình Welcome Program cũng như vậy tương tự. Nếu các anh chị đã biết rồi thì các anh chị lại một lần nữa nhắc lại cho bản thân của mình ha. Rồi, vậy thì ở đây có một cái chữ tìm hiểu thêm là các anh chị thấy không ạ? Mình lấy cái tay mình bấm vô tìm hiểu thêm thì sẽ ra một cái phần này rất là hay luôn mọi người ơi. Đây là chương trình khởi đầu hoàn hảo của Oriflame. Bạn muốn đạt được mức thu nhập nào? Các anh chị muốn đạt được mức thu nhập nào? Các anh chị comment bên dưới cho Như thấy nha. Ở đây có 1, 2, 3, 4, 5 mức thu nhập. 5 mức thu nhập, các anh chị muốn thích con số nào, các anh chị comment bên dưới đi ạ. À. Các anh chị phải nhớ cho Như một điều rằng là các anh chị comment số nào thì cái con số đó sẽ là vận vào các anh chị năm nay đó. Cho nên các anh chị phải đặt ra cái con số thực tế các anh chị mong muốn để năm nay các anh chị đạt được nha. Rồi, bình luận đi ạ. À. Ủa sao các anh chị thấy số 4, số 5 là gì ta? Mình bình luận số tiền mà các anh chị. 4 với 5 là sao Như không hiểu. Thiệt, mình bình luận số tiền đi mọi người ơi. À, đó, mình muốn bao nhiêu tiền thì mình comment vô bao nhiêu tiền được không ạ? Các mốc thu nhập mà bạn muốn hay các mốc thu nhập mà người mới của bạn muốn. Đôi khi người mới họ mơ ước rất là đơn giản các anh chị ơi, người mới họ chỉ muốn 2 triệu mốt thôi. Thành ra là sao ạ? Dễ dàng mà. Kéo xuống dưới chỉ ngay cho họ liền lợi nhuận tức thì. Oriflame cực kỳ hoành tráng luôn, để sẵn cho các anh chị luôn nè. Các anh chị thấy thích không ạ? Ví dụ như các anh chị bán bộ Novay Brilliance thì các anh chị sẽ đạt được
lợi nhuận tức thì là 567.000 đó, nhân 23% được không ạ, thì các anh chị ra được tiền giá gốc. Rồi bên cạnh đó là các anh chị còn được hưởng chiết khấu nhóm. Thì chiết khấu nhóm như thế nào công ty cũng đã ví dụ cho các anh chị rõ ràng rồi, tính thu nhập ra sao công ty cũng đã để rõ con số rồi ha. Thành ra khi mà các anh chị là các anh chị thấy không, các anh chị là 18% 600 điểm VP, các anh chị có 3 nhánh thì một nhánh là 15, một nhánh 9, một nhánh 6, thì như vậy thu nhập, tổng thu nhập các anh chị nhận được là 5.589.000. Các anh chị thấy không ạ? Đó, đầy đủ như vậy. Thành ra các anh chị phải biết cách tính thu nhập. Các anh chị không biết thì hoàn toàn các anh chị không thể nào dạy cho người ta được. Lý do vì sao mà người ta tham gia vào nhóm của mình rồi, người ta không có trụ lại lâu thì nhiều khi cũng là vì họ bận rộn thiệt. Nhưng mà mình cũng phải coi lại bản thân của mình. Mình soi lại từng cái nhỏ nhỏ này nè. Mình đã biết hết chưa? Được không ạ? À, tiên trách kỹ mà hậu cũng phải trách kỹ các anh chị nha. À, rồi tiếp tục nha. Tiền thưởng, phần tiền thưởng tiền mặt, vậy thì các anh chị cần phải nắm được bảng chiết khấu bán sỉ, bảng chiết khấu kinh doanh, bảng chiết khấu hoạt động của Oriflame. Thì từng mức chiết khấu hoạt động các anh chị phải thuộc nằm lòng. Cái bảng này nó giống như bảng của chương hồi nhỏ mình học á, các anh chị không cần hiểu, chỉ cần à ví dụ như bắt vô 6.500, 6.500 là 15%, bắt vô 3.900, 3.900 là 12%. Các anh chị hiểu ý như nói ha, các anh chị cứ học thuộc những cái phần này có lợi cho các anh chị về lâu dài chứ không có miếng hại nào đâu các anh chị. Và cái điểm này là cái điểm mà trên tính toán của mình là trên một DB là 13.500 đồng là chưa thuế các anh chị nha, có thuế rồi là 15.000. Rồi tiền thưởng nè, phần tiền thưởng nè, đó rồi phần chương trình quà chào mừng. Ở đây các anh chị thấy không ạ? Chương trình quà chào mừng Welcome Program nè. Thì Oriflame cũng ví dụ cho các anh chị luôn, quà chào mừng tháng thứ nhất 800.000 trả 199.000, quà tháng thứ hai 1.350.000 trả 129.000, rồi tháng thứ ba mình trả là 1.850.000 trả chỉ có 129.000, tổng quà 3 tháng đầu tiên là 4 triệu mình trả chỉ có mỗi tháng 129.000 thôi. Các anh chị thấy không ạ? Còn cực kỳ tuyệt vời, nó giống như nó để sẵn rồi các anh chị, thậm chí là tích lũy 225 điểm BB mình được hai mua hai sản phẩm bất kỳ. Nhưng mà các anh chị phải chia sẻ cho người mới của mình là cái quà nào mình lấy cái quà đó mình thích như thế nào, mình sử dụng như thế nào, mình bán hay là mình tặng cho ai và người đó cảm thấy như thế nào, các anh chị nhớ ha. Và năm bước để thành công cùng với Oriflame, có tấm hình này rất là đẹp luôn, Như mê tấm hình này lắm, không biết các anh chị có thích giống như Như không đó. Các anh chị nào mà thích giống như Như thì các anh chị comment là thích nha. Đó, gia nhập như thế nào nè, rồi chia sẻ về sản phẩm sao, hoạt động như thế nào, chiết khấu, tiền thưởng và đi du lịch trong và ngoài nước miễn phí. Các anh chị thấy không ạ? Rồi, vậy thì thông qua cái hoạt động đầu tiên thì các anh chị đã bắt đầu khởi động, thì Oriflame dạy cho các anh chị tiếp tục hoặc là dạy cho người mới của các anh chị tiếp tục. Các anh chị nhớ nha, nếu mình đã là việc mà mình đi tuyển dụng xây dựng hệ thống thì tức là Như đang chia sẻ với các anh chị, đào tạo cho các anh chị để các anh chị đi chia sẻ đào tạo lại cho nhóm của mình. Ok ha. Rồi vậy thì danh sách nè, bạn sẽ ưu tiên ai? Hãy thêm ít nhất 30 người mới vào danh bạ của mình, tìm hiểu thêm bấm vô đây. À, website đầy đủ các anh chị, thậm chí Oriflame là còn giúp cho các anh chị nè, giúp cho các anh chị tìm sản phẩm phù hợp với mình nè, tạo danh bạ ha. Và các anh chị làm xong cái việc nào thì các anh chị tích lên. Đối với những anh chị nào mà không có máy tính thì sao ạ? Không có máy tính giống như Như, các anh chị mở ra coi bằng điện thoại vẫn coi được. Hoặc là những cái file này nè, các anh chị chạy ra tiệm internet á, các anh chị mở ra, các anh chị tải về, rồi các anh chị gửi cho tiệm photocopy gần nhà các anh chị, nhờ họ in ra giùm các anh chị. Bởi vì nó rất là hay luôn. In một lần một bản hả các anh chị? Nếu mà nói như Như, Như phát triển hệ thống rộng khắp cái khu vực nhà Như ở, thì Như sẽ in 50 bản. À, Như in 50 bản ra rất là đẹp như vậy để Như gửi cho người mới của mình, hướng dẫn cho họ bắt đầu, chứ không lẽ mỗi lần có người mới là tự chạy ra như vậy rất là cực đúng không ạ? Công điền công cực làm luôn lần các anh chị, mình làm Oriflame đâu phải một ngày hai ngày rồi mình nghỉ đúng không ạ? À, đó, bạn sẽ ưu tiên ai, thêm ai vào danh bạ khó danh sách luôn. Các anh chị thấy tuyệt vời mà, trời ơi, Oriflame ra công cụ này được khoảng 30 ngày rồi các anh chị, 30 ngày rồi, và Như cứ coi đi coi lại về điều này, Như cảm thấy cực kỳ hay luôn. Danh bạ của mình nè, thậm chí Oriflame còn đưa cho mình cái bảng nha, rồi có cái phần liên lạc rồi hay chưa nữa nè. Các anh chị thấy hay không ạ?
Các anh chị nào thấy hay thì các anh chị nhớ là mình note vô cái sổ của mình ngay là tôi sẽ đi in ra, tôi sẽ đi in ra, được không ạ? In bao nhiêu bản ạ? À? 50 các anh chị nha, nhớ nha. In bao nhiêu bản? 50 nha các anh chị. Các anh chị bình luận vào con số 50 vào phần bình luận cho Như thấy nha. Tức là mình quyết tâm bản thân của mình in 50 bản, in màu, in trắng đen thì tùy các anh chị, nhưng mà đối với Như thì Như lựa giữa cái tốt hơn và cái tốt nhất, lúc nào Như cũng lựa cái tốt nhất hết á. Ủa tại sao lại không các anh chị? Ha, có nhiều tiền đâu, mình đã không bỏ ra mất đồng nào rồi, mình đầu tư cho doanh nghiệp của mình có nhiều tiền xíu xíu mấy chục ngàn nhiêu đó, tham gia hoạt động tại Oriflame, bắt đầu mình liên hệ với nhà phân phối, tức là bước một là gì ạ? Bước một là hãy hành động ba điều các anh chị cần biết, bước hai là làm danh sách, bước ba là gia nhập cộng đồng Oriflame, bắt đầu liên hệ với những người hỗ trợ cho các anh chị. Các anh chị có một nhà bảo trợ đúng không ạ? Các anh chị có một người bảo trợ duy nhất trong Oriflame có đúng không ạ? Đúng thì các anh chị comment đúng, còn không đúng sai thì các anh chị comment vô sai giùm Như nha. Các anh chị chỉ có duy nhất một người bảo trợ trong Oriflame có đúng không ạ? Này, sẽ có người nói đúng, sẽ có người nói sai. À, đối với các anh chị nào mà nói đúng á thì chắc các anh chị đang là trực tiếp của sếp Hải, còn đối với các anh chị nào mà nói sai á tức là các anh chị đang là tầng sau, dễ hiểu vậy thôi. Vậy thì đối với Như ngày xưa Như tham gia Oriflame như là F6 của sếp Hải lận các anh chị, à như là F6 nha, nhưng mà bây giờ Như trụ lại được hơn 10 năm thì hiện tại Như đang là F1, không biết Như nói vậy các anh chị có hiểu ý nghĩa gì không? Đó, vậy thì tùy các anh chị quyết định là các anh chị là tầng F bao nhiêu, được không ạ? Sống lâu mới lên lão làng các anh chị nha, đi lính lâu ngày không chết cũng làm quan, được không ạ? Thành ra các anh chị có nhiều bảo trợ, đó là lợi thế của các anh chị đừng có nói là ôi mình có ít bảo trợ tốt, không, mỗi người bảo trợ sẽ có một cái hay riêng, và các anh chị phải bằng mọi giá học được cái hay đó của họ, mà không phải là học chỉ học không mà phải học cho giỏi nữa các anh chị, được không ạ? Để mình kiếm tiền về cho mình. Đó, mỗi người sẽ có cái hay riêng, các anh chị phải để ý học, được không? Và bắt đầu các anh chị liên hệ với họ để giúp cho các anh chị tham gia vào các cộng đồng ở trên mạng xã hội. Ví dụ như là cộng đồng Oriflame của mình thì có nhóm trên Facebook, nhóm trên YouTube, nhóm trên những kênh mạng khác đó, rồi bảo trợ của các anh chị cũng có hoạt động trên những trang mạng xã hội khác. Những người bảo trợ khác cũng tương tự như vậy. Nếu các anh chị chỉ biết có một kênh thôi thì cơ hội kinh doanh các anh chị sao ạ? Nó hẹp hơn người khác. Thì tất nhiên ví dụ như cái đường rộng thênh thang mình đi thoải mái rồi, còn cái đường hẹp chút xíu thì các anh chị đi nó cứ lắc qua chỗ này lắc qua chỗ kia, đôi khi các anh chị bị vướng rách áo đúng không ạ? Thì các anh chị thiệt thòi thôi, tùy theo các anh chị quyết định ha. Rồi tiếp tục ạ. Rồi đến khởi đầu hoàn hảo mình tiếp tục nha. Vậy thì ở cái bước này là nãy giờ như chị nói là về bước khởi động các anh chị, vậy thì bước tiếp theo là bước dùng. Bước dùng này các anh chị sẽ hướng dẫn cho ai? Hướng dẫn cho những người đã mở thẻ rồi, ghi vào trong sổ à. Bước dùng sản phẩm này các anh chị hướng dẫn cho những người đồng ý mở thẻ tham gia cùng với các anh chị thì sẽ bắt đầu hướng dẫn cho họ. Còn nếu họ chần chừ hoặc là họ do dự chưa gửi thông tin cho các anh chị đăng ký được, phải đăng ký được nha, còn gửi thông tin không chưa có tính, đúng không ạ? Phải làm giấy khai sinh này kia vào trong nhóm của mình làm con mình rồi thì bắt đầu mình mới nói chung như nói vui vậy. Và trong Oriflame của mình thì nó giống như gia phả thì các anh chị đó, mình tự hiểu đơn giản là vậy ha. Người mới đăng ký rồi thì hướng dẫn cái bước dùng sản phẩm, chưa đăng ký thì chỉ dừng lại ở cái bước chào mừng thôi. Ok rồi tiếp tục mình sẽ tìm hiểu. Oriflame tin rằng vẻ đẹp bắt nguồn từ sức khỏe toàn diện, được hỗ trợ bởi các sản phẩm lấy cảm hứng từ thiên nhiên và phát triển bằng khoa học để chăm sóc bạn từ trong ra ngoài. Triết lý phát triển sản phẩm của Oriflame là mang đến các sản phẩm hiệu quả, an toàn và có trách nhiệm, được phát triển và sản xuất một cách đặc biệt, theo những tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt nhất thế giới. Tất cả chiết xuất của chúng tôi đều có nguồn gốc tự nhiên, và mỗi thành phần đều được kiểm tra về đạo đức sinh thái để đánh giá chất lượng, độ an toàn và nguồn gốc. Oriflame quyết tâm trở thành một công ty phát triển bền vững, và chúng tôi đang nỗ lực đưa ra nhiều cải thiện trong toàn bộ quy trình sản phẩm của mình. Oriflame là một thương hiệu Thụy Điển với các sản phẩm làm đẹp và hỗ trợ sức khỏe đa dạng và có chất lượng cao, được chia thành 5 phân loại: chăm sóc da, wellness, trang điểm, nước hoa, chăm sóc tóc và da toàn thân.
Giờ đây hãy tìm hiểu về các sản phẩm Wellness và Novay. Wellness sẽ hỗ trợ bạn có thói quen sống cân bằng và lành mạnh. Các thành phần sản phẩm và chất dinh dưỡng đều được sản xuất với công nghệ hiện đại nhất và mang đến lợi ích sức khỏe đã được chứng minh bằng thử nghiệm. Novay là dòng sản phẩm chăm sóc da chống lão hóa của chúng tôi với các tổ hợp hoạt chất giúp giải quyết nhiều vấn đề về da. Hiệu quả đã được chứng minh lâm sàng và sẽ được tối ưu hóa với quy trình chăm sóc da cá nhân hóa, giúp mang đến kết quả tuyệt vời trong thời gian ngắn hơn mà vẫn dịu nhẹ với làn da. Sau đây là ba lý do để sử dụng và chia sẻ các quy trình Wellness và Novay. 1. Wellness và Novay là các sản phẩm tân tiến nhất và hiệu quả nhất của Oriflame, lấy cảm hứng từ tự nhiên và phát triển bằng khoa học. Các quy trình Wellness mang đến lợi ích cho tất cả mọi người với nhiều nhu cầu khác nhau, hay không ạ? Quản lý cân nặng, ăn vặt lành mạnh, giúp cải thiện sức khỏe toàn diện và sức khỏe đường ruột. Giờ đây hãy nói về sản phẩm chăm sóc da. Phương pháp phát triển Novay của chúng tôi là cung cấp hệ thống sản phẩm có thể cá nhân hóa và giúp bạn giải quyết vấn đề về da của riêng mình. Tổ hợp hoạt chất trong mỗi sản phẩm sẽ phối hợp với nhau để mang lại lợi ích lớn hơn. Thực hiện quy trình Novay và kết hợp các sản phẩm Novay sẽ nâng cao hiệu quả lên gấp 7 lần so với khi chỉ sử dụng kem dưỡng ban ngày và sản phẩm rửa mặt. Novay giúp bạn tìm ra quy trình hoàn hảo cho bất kỳ vấn đề về da nào mà bạn đang gặp phải. Nếp nhăn và các dấu hiệu lão hóa da. Da chảy xệ. Tăng sắc tố da. Da thiếu sức sống. Da xuất hiện đường rãnh, nếp nhăn, thô ráp và lỗ chân lông to. Da kém săn chắc. Tất cả mọi vấn đề về các da, nông và tình mình trạng đều da xử lý không được đều màu. Với Novay. Lý do thứ hai để sử dụng và chia sẻ các quy trình của chúng tôi là quy trình mang đến lợi ích tối ưu so với sản phẩm riêng lẻ. Hãy sử dụng trọn vẹn quy trình Wellness và Novay để đón nhận những lợi ích tuyệt vời. Khi được dùng kết hợp với nhau, các sản phẩm trong quy trình sẽ hỗ trợ nhau và phát huy tối đa hiệu quả. Mua sản phẩm theo quy trình cũng tiết kiệm hơn mua từng sản phẩm riêng lẻ. Lý do thứ ba để sử dụng và chia sẻ về các quy trình của chúng tôi là các quy trình giúp bạn đạt được mục tiêu kinh doanh. Giúp bạn có được lượng khách hàng thân thiết sẽ luôn tiếp tục đặt hàng. Giúp bạn đạt chuẩn tham gia chương trình chào mừng. Tặng bạn 20% điểm BB giúp bạn đạt chức danh mới nhanh hơn, được nhận tiền thưởng và thăng tiến theo kế hoạch thành công. Tự mình sử dụng một quy trình làm đẹp và trải nghiệm các lợi ích là cách tốt nhất để có thể giới thiệu quy trình ấy với mọi người. Để chọn được các sản phẩm và quy trình tối ưu cho nhu cầu cá nhân. Có bài trắc nghiệm Novay luôn. Bạn có thể dùng luôn. Bài trắc nghiệm Novay. Hay không? Lát nữa mình sẽ chỉ cho các anh chị xài nha. Sau khi sử dụng sản phẩm, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn xây dựng câu chuyện sản phẩm xây thực tế dựa trên trải nghiệm luôn của bạn. Chia sẻ câu chuyện ấy và giới thiệu sản phẩm với bạn bè. Khuyến khích đặt hàng và bắt đầu tạo thu nhập. Chúc bạn tìm được các sản phẩm phù hợp với mình nhé. Ai không ạ? Các anh chị thấy Oriflame nhiều khi á, một cái giống như là mình cứ chia sẻ rất là nhiều chữ luôn á, nhưng mà đối với Oriflame họ chia sẻ chỉ có vài câu thôi à, rất là cô đọng ngắn gọn luôn đó, và như vậy tiết kiệm cho mình rất là nhiều thời gian nhưng mà vẫn truyền tải được đủ ý đó. Vậy thì mình sẽ bắt đầu xây dựng câu chuyện nè, hãy hành động ha. Bước 1 nè, xây dựng câu chuyện sản phẩm. Mình sẽ xây dựng câu chuyện như thế nào? Đó, sẽ có clip cho mình luôn ha. Rồi bắt đầu mình sẽ cùng xem nha. Chỉ có 2 phút 35 giây thôi. Today we're going to talk about your product store. Hôm nay chúng ta sẽ nói, ủa, che mất tiêu rồi, định đọc cho các anh chị cùng xem à. Hôm nay chúng ta sẽ nói về câu chuyện sản phẩm của bạn và tầm quan trọng của nó đối với công việc kinh doanh của bạn. Kể một câu chuyện cá nhân về một trải nghiệm mà bạn đã có với sản phẩm Oriflame là một cách tuyệt vời để khiến mọi người cũng hào hứng giống như bạn. Ngày nay, khi chúng ta có nhu cầu về sản phẩm thay vì xem các quảng cáo của các doanh nghiệp, thì chúng ta tìm kiếm những lời tư vấn. Mọi người thật sự coi trọng ý kiến của người khác thay vì các quảng cáo, đúng không các anh chị?
people's opinion instead of business advertising. Your story. Vì thế câu chuyện của bạn sẽ là một công cụ đề xuất thực sự hiệu quả. Dưới đây là một số câu hỏi cần cân nhắc trước khi bạn tạo ra câu chuyện sản phẩm của riêng mình nè. Think about before you craft your own product story. If your story answers, nếu câu chuyện của bạn có thể trả lời tất cả những câu hỏi này, chắc chắn bạn đang có một câu chuyện tuyệt vời cần được chia sẻ. You know that you've got something really great. What concern would you have? Bạn có những vấn đề gì trước khi sử dụng sản phẩm? Chụp màn hình lại các anh chị ơi, chụp màn hình lại nha. Chụp màn hình lại các anh chị nha. Bạn có những vấn đề gì trước khi sử dụng sản phẩm? How are you introduced? Bạn đã được giới thiệu tới sản phẩm như thế nào? À, trong một ngày chúng tôi đi chơi, đi cà phê với nhau, người bạn của tôi chia sẻ với tôi, vân vân. To the product. What product? Sản phẩm mà bạn đã bắt đầu sử dụng là gì? Chụp màn hình lại các anh chị ơi, câu số 3 rồi nha. Các anh chị nhớ trả lời những câu này và bắt đầu các anh chị sẽ có câu chuyện của riêng mình đó. What's it that you started to use? Sản phẩm đó mang lại hiệu quả gì? Điều đó có ý nghĩa như thế nào với bạn? Tức là bạn đã có hiệu quả sao và cảm xúc của bạn như thế nào? Bạn thích như thế nào? What results do you have by using the product yourself? And what does that mean to you? So this is my... Đây là câu chuyện sản phẩm của tôi. Bây giờ mình sẽ xem mẫu cô ấy làm luôn nha. My product story. When someone from Oriflame sau khi được một người bạn giới thiệu về một sản phẩm Wellness Ecolagen, tôi đã bị mê hoặc hoàn toàn vì tôi cũng đang tìm kiếm một giải pháp để cải thiện làn da thô ráp. Kết quả rất nhanh chóng. Nó thật tuyệt vời. So within 12 trong vòng 12 tuần the sử dụng, tôi cảm nhận được sự thay đổi thật sự. My skin felt làn really da nourished. Tôi được nuôi dưỡng và trong sáng hơn and it gives me và back khỏe hơn rất nhiều. Blur. It's my absolute từ đó Novae Ecolagen trở thành super một phần simple, không thể thiếu. Right? Rất đơn giản chứ không nào. Nhưng trước khi bắt đầu sáng tạo câu chuyện sản phẩm của chính bạn, your own product story. Here's a few do's hãy lưu ý những điều nên và không nên làm. Nên và không nên làm anh chị nha. So no more than one. Kể thật ngắn gọn và ngọt ngào. Biến sản phẩm của bạn, biến sản phẩm thành của bạn. Focus on what the results tập trung vào ý nghĩa. Be passionate, thể hiện sự đam mê. And show emotion. And make sure that you speak directly to your audience as if you were in the same room. Don't exaggerate your experience. Đừng có phóng đại. It's really trải nghiệm của bạn lên nha. Đừng có nói quá. Don't refer to any không đề cập đến vấn đề sức khỏe và tuyên bố không thực tế. Don't overwhelm people with too much information. Không cung cấp nhiều thông tin cùng một lúc. So you should follow the instructions in this video. À, khi mà bạn làm, bạn ghi ra những cái điều này trên giấy thì mình sẽ xây dựng một câu chuyện của mình. Thực hành quay câu chuyện của mình không dài quá một phút đâu chị nha. And then continue to share your product story with three new people every day. Viết ra câu chuyện của mình, thực hành quay video và không quá một phút, được không ạ? 60 giây thôi. Và chia sẻ câu chuyện này với bảo trợ của mình. Đồng thời hãy chia sẻ với 3 người mỗi ngày. Hãy tập thói quen chia sẻ với 3 người mỗi ngày. Ai cảm thấy thông tin này hữu ích cho mình, các anh chị sẽ bình luận vào chữ hữu ích nha. Rồi, mình tương tác với nhau cho vui. Với lại mình cũng sẽ nhớ được kiến thức lâu hơn các anh chị. Điều đó là cái điều mà Như mong muốn, mục đích của Như là vậy. Mình làm một môi trường mình phải vui đúng không ạ? Mình phải vui mình mới làm lâu được. Rồi ok, trả lời các câu hỏi sau. Rồi đây ha, luyện tập cách kể chuyện ha, tải video, tải PDF này xuống, mình sẽ có cái chữ là tìm hiểu thêm nè. Đó, mình sẽ bấm vào để xem. Đây là những cụm từ ghi ra, nếu các anh chị nào nãy chụp màn hình rồi ghi không kịp hoặc là không có biết cách diễn đạt như thế nào sau khi xem, có luôn, ra ngoài tiệm internet sẵn tiện in luôn bản này được các anh chị. Mà cái này in bao nhiêu bản hả? Nếu mà mình chỉ in một mình thôi thì có một mình làm các anh chị nhớ nha. Rồi vậy thì những cái mẹo, những mẹo có 6 mẹo để giúp cho các anh chị có được câu chuyện wellness hoặc là hình ảnh trước và sau. Các anh chị luôn luôn nhớ rằng là các anh chị luôn luôn có hình ảnh trước và sau khi các anh chị sử dụng. Có nhiều các anh chị cũng vui lắm. À, trời ơi em vào đây xấu quá, em không có chụp hình đâu. Trời ơi em có, thôi em chừng nào em đợi em đẹp rồi em chụp hà. Nhưng mà nếu như vậy thì các anh chị đang bỏ lỡ một cơ hội cực kỳ tuyệt vời để các anh chị có hình ảnh trước và sau các anh chị. À, 1000 câu nói cũng không bằng một tấm hình. À, cho nên là các anh chị nhớ chụp hình lại ngay lúc mà mình xấu nhất, mình nghèo nhất, mình đang tệ nhất. Chụp hình lại, lưu lại, đăng lên Facebook các kiểu để sau này lỡ mình có bị mất cái điện thoại
mình còn lấy lại cái hình đó trên mạng được. Nhớ nha các anh chị, à, những người thành công sau này họ toàn làm cách đó không á, chứ họ đâu có giỏi gì đâu, họ chỉ nghe lời bảo trợ thôi. Và các anh chị nhớ ngày hôm nay như đã nói nhắc lại cho các anh chị lần nữa rồi. Ok, bước số 2, tải ứng dụng Oriflame xuống, thậm chí Oriflame tử tế tới mức là gắn cái link vô cho các anh chị luôn nè, thấy con chuột của Như không ạ? Đưa vào nè, là bấm vô cái là tải về thôi đó các anh chị. Nếu mình xài iPhone thì mình vô App Store, nếu mình xài Android thì mình vô cửa hàng Play đúng không? Google Play. Đó, rồi. Số 3 nha, chọn các sản phẩm phù hợp với bạn nè. Thả sức mua sắm, bây giờ mình hãy sử dụng một sản phẩm nào đó và mình có cái bài trắc nghiệm Novay nè. Hồi nãy anh chị nào hỏi như bài trắc nghiệm Novay đâu ạ? Có ngay nha, có ngay. Đây, bài trắc nghiệm Novay. Hãy bắt đầu trắc nghiệm. Rồi, đáp án làn da của mình. Yên tâm đi, lát xíu nữa Như sẽ copy copy cái link này, Như gửi vào đây. Các anh chị hãy lưu lại cái link này được không ạ? Để mình có thể trả lời cái trắc nghiệm này. Hoặc là các anh chị vô thẳng cái website của mình á, để mình nằm ở đây, nó nằm ở ngay cái bước dùng nè các anh chị. Rồi, bạn vừa hoàn thành bước này. À, các anh chị thấy hay không? Rồi, các anh chị bấm chữ hoàn thành nha. Phải bấm hoàn thành thì hệ thống mới ghi nhận là các anh chị đã học xong bước này. Các anh chị nhớ nha, bạn người mới 30 ngày có quà mà. Rồi, ok, đến bước kế tiếp nè. Rồi, chia sẻ câu chuyện sản phẩm. Bước này là bước số 2 để mình sẽ bắt đầu bán sản phẩm. Người mới của mình họ rất là muốn khởi động ngay, cho nên sau khi đăng ký xong, mình hướng dẫn cho bạn sử dụng rồi thì bắt đầu mình hãy chỉ luôn cho bạn cái bước chia sẻ trải nghiệm này luôn ha. Và chia sẻ như thế nào mình cùng xem video. Chia sẻ về trải nghiệm Oriflame của bạn một cách đầy nhiệt huyết và kể câu chuyện sản phẩm của bạn với ít nhất 3 người mới mỗi ngày. Đây là cách tạo thu nhập ngay khi tham gia Oriflame. Giờ đây bạn đã tìm được sản phẩm phù hợp trải nghiệm những lợi ích sức khỏe và làm đẹp. Xây dựng câu chuyện sản phẩm của riêng mình dựa đó, trên trải nghiệm cá nhân. Oriflame đang ôm lại cho các anh chị một lần nữa, các anh chị học được cái gì đó. Đã đến lúc chia sẻ trải nghiệm đã ấy với bạn chia bè. Sẻ rồi. Đầu tiên, chia sẻ câu chuyện sản phẩm và Đó. giới thiệu sản phẩm. Có mẫu nhắn tin luôn nè, các anh chị thấy không ạ? Tử tế vô cùng. Jenny ơi, lúc trước mình muốn tìm một giải pháp để cải thiện tình trạng da khô. Một người bạn đã giới thiệu một quy trình chăm sóc da của Anh Oriflame. chị nhắn y chang vậy luôn. Quy trình ấy thật xuất sắc. Mình vừa dùng xong là thấy hiệu quả liền. Làn da cảm thấy rất tuyệt vời. Kết quả sau 12 tuần còn đáng ngạc nhiên hơn nữa. Bạn nên thử xem. Thứ hai, đính kèm đường link đến trang sản phẩm hoặc catalog điện tử. Hãy nhớ đăng nhập vào MobiOffice trước khi chia sẻ đường link đến trang thông tin sản phẩm hoặc catalog điện tử. Trạng thái đăng nhập sẽ liên kết đơn hàng của khách hàng vào tài khoản của bạn. Đó, Nhờ thấy đó không? bạn nhận được thu nhập khi khách hàng mua sản phẩm qua. Có nghĩa là các anh chị gửi link cho người ta mà người ta mua hàng á, thì các anh chị sẽ có lợi nhuận được thông báo đơn hàng ngay. Nhưng mà nhớ đăng nhập vô web, vô app của mình trước khi mà mình gửi link đi nha. Lời giới thiệu của bạn Luôn hỏi xin luôn sự luôn giới giới thiệu thiệu. sản phẩm khi chia sẻ trải nghiệm cá nhân. Chia Em sẻ đang sản sử phẩm dụng nha quy chị. trình chăm sóc da ở trang 33, chị xem qua nhé. Không biết chị thấy thế nào? Ngày mai em sẽ gọi lại cho chị nha. Em sẽ kể về quá trình em sử dụng sản phẩm và kết quả của em nhé. Thứ ba, tiếp tục liên lạc vào ngày hôm sau. Như hôm qua em có nói, em muốn hỏi là chị cảm thấy các sản phẩm em giới Các anh thiệu chị như thấy thế tuyệt nào ạ? vời À? không Chị có ạ? muốn đặt mua Các sản anh chị phẩm thích nào mẫu không? nè không ạ? Nếu mà thích mẫu thì Để các anh hỗ chị trợ comment vô bạn bè tìm được thích mẫu sản phẩm nha. và quy trình làm đẹp phù hợp nhất với nhu cầu của họ. Khi chia sẻ câu chuyện sản phẩm của mình, bạn có thể đính kèm đường link tới các công cụ kỹ thuật số của chúng tôi như là bảng câu hỏi Wellness Assessment, công cụ chẩn đoán da Novae Plus. Sau đây là một số mẹo hữu ích giúp câu chuyện bạn thu hút hơn và khiến người xem quan tâm đến sản phẩm. Nên làm, thử nghiệm, điều chỉnh và hoàn thiện câu chuyện sản phẩm của bạn. Nếu câu chuyện chưa đủ tốt thì mình cứ chỉnh sửa, lắng nghe lời nhận xét và ý kiến đóng góp. Nghe không các anh chị, nếu câu chuyện chưa đủ tốt thì mình hãy chỉnh sửa, lắng nghe và thay đổi câu chuyện, chứ mình đừng có chờ tới lúc mà câu chuyện của mình hoàn hảo hay tuyệt vời rồi bắt đầu mình mới đi chia sẻ các anh chị nha. Không có bước 1 làm sao có bước 2, không có lần đầu vấp ngã thì làm sao có lần 2 tốt hơn. Đừng có sợ sai được không ạ? Sáng tạo và tư duy hình ảnh, tận dụng tối đa ảnh chụp hoặc video trước và sau nếu có thể. Không nên làm, đưa ra công bố hoặc cam kết thiếu thực tế, nhắc đến bất kỳ loại bệnh nào. Không bao giờ đề cập một loại bệnh lý nào hay gợi ý rằng
sản phẩm có tác dụng chữa bệnh. Chia sẻ câu chuyện sản phẩm và giới thiệu sản phẩm mỗi ngày sẽ giúp bạn tạo thu nhập ngay ngày đầu tiên và từng bước tạo dựng thành công. Với mỗi catalog, hãy cố gắng có được ít nhất 5 đơn hàng cộng đơn hàng của riêng bạn để đạt chuẩn tham gia chương trình chào mừng và bắt đầu tạo thu nhập. Bạn can giới thiệu. Với mỗi catalog, tức là mỗi tháng đó các anh chị hãy cố gắng là có được 5 đơn hàng, được không ạ? Chịu nhiều thu nhập của bạn càng cao. Chúc bạn may mắn. Đó, Oriflame đặt chỉ tiêu cho các anh chị luôn, mỗi tháng hãy cố gắng, hãy đặt chỉ tiêu cho mình là 5 đơn hàng. Đó, ít nhiều gì cũng vậy. Đó, các anh chị đã đủ được xong việc một rồi, nhưng mà mới các anh chị mới có 2 đơn thì sao? Hồ tiếp tục, vừa chia sẻ sản phẩm mà vừa chia sẻ cơ hội. À, đó, đây là chia sẻ sản phẩm. Rồi bây giờ các anh chị sẽ hành động nè. Hãy chia sẻ câu chuyện sản phẩm của mình. Cẩm nang làm đẹp điện tử hồi nãy là trong cái clip á, đã nói rồi, bây giờ là thể hiện qua bằng chữ để các anh chị có thể mường tượng được rõ ràng hơn. Các anh chị thấy mẫu và những cái việc làm rất cụ thể. Ở đây nếu các anh chị nào mà hiện tại đang là quản lý từ 15% trở lên, các anh chị comment cho như số 15 nha. Các anh chị nào 15% trở lên comment số 15 bên dưới ạ. Như có lời này nhắn nhủ với các anh chị một điều ạ. Các anh chị hãy nhớ là luôn luôn cô đọng ngắn gọn và luôn luôn hãy ghi ra những cái cụm từ tóm gọn, tóm tắt lại cho hệ thống của mình khi mà mình làm việc. Chứ đừng có nói luôn tù xong kết thúc. Rồi người ta không nhớ gì hết hoặc là người ta sẽ bỏ sót ý của bạn. Nhớ nha. À, thành ra các anh chị hãy học giống như các Oriflame đang làm với các anh chị, đang làm với hệ thống của mình sao. Thì mình làm y chang lại giống vậy. Nhớ ha. Rồi ok. Số đây có bộ sản phẩm wellness nè, trách nhiệm quy trình chăm sóc da. Các anh chị thấy cái tay như đưa vào á, con trỏ đưa vào á thì nó nổi lên không ạ? Khi các anh chị bấm vào thì nó sẽ vào dẫn vào những cái link để các anh chị chia học về những cái sản phẩm. Đó, ví dụ như bấm nhẹ vào đây đi thì catalog, đó, catalog điện tử nè các anh chị. Đó, và mình có cái nút chia sẻ nè, được không? Bấm vào nút chia sẻ này, mình sao chép cái link này rồi mình gửi cho bạn bè của mình. Nhưng mà tất nhiên đây là cái trang web của người mới. Nhưng mà nếu như là Như á, thì Như sẽ đăng nhập vào cái web của Như ha. Tên họ là Nguyễn Hoàng Điệp Như, để Như gửi cho người ta, chứ mình không đăng nhập vào web của người khác. Ok ha. Đó, chương trình chào mừng nè, Oriflame luôn luôn link bạn để nhắc nhở lại bạn. Ghi nhớ nha, là mình hãy sử dụng cẩm nang làm đẹp điện tử, tức là mình sử dụng catalog online á các anh chị. Đó, rồi mình tải catalog xuống, tải để hướng dẫn thêm cách chia sẻ câu chuyện nè. Mình sẽ có phần tìm hiểu thêm, Oriflame ghi rất là rõ ha. Giao tiếp nè, các bước cần thực hiện nè, gợi ý nè. Số 1 chia sẻ sản phẩm, giới thiệu sản phẩm. Số 2 đính kèm đường link. Số 3 tiếp tục liên lạc. Các anh chị thấy họ nhắc lại nhiều không ạ? Thì mình cũng vậy. Mình đang là nhà phân phối 9% trở lên, thì các anh chị hãy luôn luôn nhắc đi nhắc lại với một người mới của mình. Còn mình đừng có nghĩ là ở chỗ tôi nói một lần là người ta nhớ rồi. 18 tuổi trở lên hết rồi, lớn hết rồi. Không lẽ mà như em bé sao mà không biết. Nhưng mà đối với Oriflame thì họ là em bé thật sự các anh chị. Người mới của mình giống em bé vậy đó. Mình phải nói đi nói lại, nói đi nói lại, nhắc hoài họ mới nhớ được các anh chị. Đừng có sợ nói nhiều. Các anh chị cứ nói nhiều lần đi. Nhiều khi các anh chị nói hôm nay họ không nhớ đâu, ngày mai họ mới nhớ. Khi các anh chị nhắc lại đó. Rồi giới thiệu chương trình quà khách hàng VIP. Chương trình khách hàng VIP ở đây là rất là hay. Các anh chị có thể tham khảo lại. Đối với những người ngại đưa thông tin chứng minh á, họ không muốn đưa giấy tờ cho các anh chị, thì các anh chị sử dụng khách hàng VIP này, được không ạ? Rồi thì các anh chị vẫn có thể có được khách hàng của các anh chị nè. Đó, thì khách hàng VIP như thế nào, chương trình tiện lợi để trở thành khách hàng VIP như thế nào. Một khách hàng VIP họ được mua ưu đãi lên tới 25% giá trị đơn hàng rồi đó các anh chị. Rất là nhiều luôn á ha. Đó, và đặc biệt là họ là khách hàng VIP thì họ cũng giống như nhà phân phối vậy đó. Họ cứ dính vô các anh chị mãi mãi thôi. Nhưng mà đặc biệt khách hàng VIP không có quà. Các anh chị nhớ nha, khách hàng VIP là không có quà. Tại họ đâu phải nhà phân phối đâu. Họ không có quà 4 triệu. Họ cũng không, nói chung họ không có quà gì hết. Quà chương trình nhà phân phối họ không có gì hết. Họ chỉ được mua giảm 25% thôi. 10% trong đơn đầu tiên, 15% cấn trừ vào đơn thứ hai. Và mọi cái BV họ tạo ra họ đều là các anh chị là người được nhận hết. Các anh chị là người mở thẻ cho họ đó. Rồi ok, mình bấm vô hoàn thành bước này luôn ha. Rồi đến bước tiếp theo nè. Rồi mình sẽ vào đến cái bước là mời người khác. Bắt đầu mình sẽ mời người nè các anh chị. Đặc biệt nha, người nào
nó vào cuốn sổ của mình đi ạ. Người nào xong việc một rồi, 250 điểm rồi thì bắt đầu mới hướng dẫn cái bước mời người khác. Nhớ nha, hồi nãy là cái bước dùng, chia sẻ thì là chung. Và bước mời người khác là ở việc hai các anh chị. À, comment vào là sau khi xong 250 điểm. Sau khi xong 250 điểm nha. Rồi. Nhắc đi nhắc lại rồi đó các anh chị. Rồi, bây giờ mình sẽ bấm play cái video để xem nha. Giờ đây hẳn bạn đã bắt đầu giới thiệu và bán sản phẩm, tạo thu nhập từ lợi nhuận tức thì khi có khách hàng đặt hàng. Phương pháp của Oriflame không chỉ là giới thiệu sản phẩm. Khi bạn mời người khác cùng giới thiệu và bán sản phẩm, bạn có thể phát triển công việc kinh doanh và không ngừng tăng thu nhập. Oriflame có thể giúp bạn cải thiện hoặc thay đổi chất lượng cuộc sống. Có thể bạn muốn đưa người thân đi ăn nhà hàng mỗi tuần, mua được đồ giày hàng hiệu hoặc điện thoại mới, hoặc dẫn người bạn đi chơi xa một cách bất ngờ. Cho con cái học ngoại ngữ ở trung tâm lớn, hoặc là bạn chỉ muốn gia nhập một cộng đồng làm đẹp tuyệt vời để kết bạn và có thêm nhiều niềm vui. Bất kể mục tiêu của bạn là tạo thêm thu nhập hay phát triển công việc kinh doanh, bạn đều có thể đạt được mục tiêu ấy với Oriflame. Bạn là người quyết định khối lượng công việc của mình. Cơ hội nghề nghiệp tại Oriflame và mô hình bán hàng xã hội mang đến phương pháp tạo thu nhập với số vốn thấp, ít rủi ro, linh động, độc lập và có ý nghĩa. Sau đây là thu nhập trung bình của một số chức danh trong kế hoạch thành công. Bạn muốn đạt được chức danh nào? Nhà phân phối mới, Director, Go Director, Diamond Director, Senior Diamond Director. Bước tiếp theo là gì? Số 1, xác định động lực của bạn. Lý do bạn chọn công việc kinh doanh. Bước 1, các anh chị nhớ xác định ước mơ của các anh chị, động lực của các anh chị là gì? Các anh chị thấy giống bước 3 trong quy trình, trong cái 6 bước của quy trình 3 cấp bậc không ạ? Tại Oriflame, cách này sẽ giúp bạn đạt được các mục tiêu cá nhân và mục tiêu công việc. Phải có động lực nha các anh chị, không có mục tiêu là khó lắm. Liên lạc với nhà phân phối đang hỗ trợ bạn và chia sẻ về động lực của bạn. Rồi, bước 2, liên lạc với bảo trợ của mình. Kể cho họ nghe tất cả những gì các anh chị mong muốn đạt được và lý do vì sao các anh chị muốn điều đó. Ghi vào nha các anh chị. Các anh chị thấy không? Oriflame luôn luôn dạy cho các anh chị liên hệ gắn liền với bảo trợ của mình. Đó, giống như một đứa con vậy các anh chị, không thể nào mà nhỏ xíu mới đẻ ra mà một mình bé nó tự sống được. Đó, phải có người mẹ, phải có người ba hoặc là phải có người bà, những người thành viên trong gia đình dạy cho đứa trẻ đó đúng không? Thành ra mình cũng vậy, mình thì tốt hơn em bé đó là mình biết tự đi tìm. Thành ra là mình hãy luôn luôn liên lạc với từ bảo trợ thảo của mình để phát triển và đặt ra mục tiêu của riêng bạn. Chúng tôi rất mong đợi được hỗ trợ bạn trong suốt quá trình này. Tuyệt vời không ạ? Đó. Rồi, vậy thì hướng dẫn mời người xong rồi thì sao nữa ạ? Bắt đầu hãy viết ra động lực của mình nè. Oriflame rất là cô động luôn. Bây giờ động lực là gì ạ? Các anh chị muốn dẫn con mình đi niềng răng, nhưng mà giờ á, niềng răng thì nó có nhiều loại các anh chị, loại mười mấy triệu, loại ba mươi mấy triệu đó, và tùy thuộc vào cái thể trạng răng của con của mình nữa đó. Con mình răng dễ thì nhẹ tiền, còn con mình răng khó thì nhiều tiền. Bao nhiêu tiền ạ? Ghi ra con số đi rồi các anh chị viết vào trong cái bảng này, hoặc là các anh chị viết vào sổ của mình. Các anh chị muốn mua iPhone không ạ? iPhone hiện tại là xịn nhất là iPhone 14 Pro Max. Đó, thì các anh chị muốn đổi iPhone mỗi năm không? Mỗi năm iPhone đều ra phiên bản mới và tôi muốn giống vậy. Vậy thì con trung bình iPhone là khoảng tầm 35 triệu cho tới 40 triệu là trung bình nha các anh chị. Có năm cao hơn, có năm thấp hơn, nhưng mà khoảng 35 tới 40 triệu. Vậy thì làm sao để mình ra được mỗi năm số tiền đó? Hay là các anh chị muốn mua chiếc xe tay ga mới, hay là các anh chị muốn hè năm sau các anh chị dẫn con mình đi Đà Lạt chơi, hay là các anh chị dẫn gia đình các anh chị đi Phú Quốc chơi đó, và chi phí là bao nhiêu tiền, một người là cần bao nhiêu tiền, thì các anh chị cứ tính nhân đầu người lên thì các anh chị sẽ có được con số các anh chị mong muốn đó. Nhiều khi các anh chị nói trời, tôi làm công nhân 10 năm rồi đó, không có đủ tiền ăn nữa, nói chi tới tiền mà dẫn gia đình tôi đi chơi. Hay là như như ngày xưa đi, như nói là nếu như làm kế toán 10 năm thì với cái thu nhập là 10, có nghĩa là vào thời điểm này nè, là như có thu nhập khoảng 20 triệu đó,
Nhưng mà với 20 triệu mà tăng dần lũy tiến trong thời gian 10 năm á, thì liệu như có lo được cho bản thân của mình hay không? Nói chi tới việc là lo cho ba mẹ rồi còn 6 đứa em của mình nữa. Đó, đặc biệt nhà mình ở Sài Gòn nữa, rất là đắt đỏ chi phí. Đó, mình ghi vào trong đây. Được không ạ? Động lực của mình là gì? Mình muốn đi đâu? Mình muốn đi du lịch ở đâu? Đó, tìm hiểu thêm động lực của mình ha. Mời người đến những cái buổi sự kiện. Cái clip này hay lắm nè. Mời các anh chị cùng xem. Clip này hay ơi là hay. Bạn đã tham dự sự kiện Oriflame nào chưa? Sẽ vui lắm đó. Có thể bạn bè của bạn cũng có người sẽ rất yêu thích Oriflame giống như bạn vậy. Hãy mời họ khám phá cộng đồng Oriflame. Bắt đầu hành trình wellness, tìm hiểu về sản phẩm Oriflame hoặc khám phá cơ hội nghề nghiệp với chúng tôi. Bạn không cần phải là chuyên gia hay phải biết mọi thứ về Oriflame. Bạn có thể mượn vốn hiểu biết của một nhà phân phối có kinh nghiệm hơn mình Là và bảo mời trợ bạn đó. bè tham dự sự kiện do họ tổ chức. Khi bàn về việc làm đẹp, mỗi người chúng ta đều có mối quan tâm khác nhau. Và Oriflame tổ chức các sự kiện và buổi gặp mặt được thiết kế riêng cho các nhu cầu khác nhau. Buổi chia sẻ về wellness dành cho người quan tâm đến việc cải thiện sức khỏe toàn diện. Buổi chia sẻ về chăm sóc da dành cho người muốn tìm được sản phẩm dưỡng da phù hợp với mình. Buổi giới thiệu về Oriflame dành cho người muốn tìm hiểu về công việc kinh doanh độc lập tại Oriflame. Các anh chị thấy không ạ? À? Oriflame chia làm 3 nội dung để tổ chức hội thảo. Các anh chị nhớ nha, luôn luôn chia ra người quan tâm tới nội dung gì. Bạn có thể mời bạn bè mình tham dự những sự kiện và buổi gặp mặt phù hợp với mối quan tâm của họ. Như thế họ sẽ hứng thú hơn, muốn tham dự và nhận được lợi ích từ sự kiện ấy hơn. Bạn có thể mời bạn bè tham dự một sự kiện hoặc buổi gặp mặt cho một nhà phân phối giàu kinh nghiệm hơn tổ chức. Mời bạn bè tham gia cuộc gọi nhóm với nhà phân phối đang hỗ trợ bạn. Đây, cách này là hiện tại online mình đang làm đúng không? Tức là ở gần thì qua sự kiện, còn nếu mà ở xa chút thì mình tạo nhóm 3 người. Mời bạn bè đến một sự kiện do bạn tự tổ chức. Làm như Khi thế bạn nào có nè? nhiều kinh nghiệm hơn, bạn có thể tự tin tổ chức buổi gặp mặt trực tiếp. Tức là 9% đó Còn các bây anh giờ chị. hãy ưu tiên mời bạn bè đến các sự kiện, buổi gặp mặt và cuộc gọi nhóm cùng với nhà phân phối đang hỗ trợ bạn. Họ sẽ giúp bạn về phần trình bày. Nhờ vậy bạn không phải tự mình trình bày tất cả mọi thứ. Bạn nên mời ai? Nên Xuất mời phát ai điểm đây? tốt nhất là bạn bè của bạn, những người bạn quen biết. Hãy dùng danh bạ của mình. Điều chỉnh Đó, thư mời cho mỗi cái người này nhận. nhìn quen quen Giải đúng thích không tại ạ? sao bạn cho rằng họ sẽ quan tâm đến sự kiện hay buổi gặp mặt đó và họ có thể thu hoạch được gì khi tham dự. Ví dụ, bạn có thể nói rằng, "Sếp ơi, mình muốn chia sẻ là 2 tuần trước mình đã tìm được một cơ hội việc làm hoàn hảo và mình nghĩ là cậu cũng sẽ cảm thấy cơ hội này rất thú vị. Mình có cô bạn sẽ tổ chức một sự kiện để giải thích tất tần tật về cơ hội này. Cô ấy đã làm việc tại công ty này một thời gian rồi và có những trải nghiệm tuyệt vời. Mình muốn bổ sung cậu vào danh sách nhận thư mời để cùng tham gia sự kiện. Có mẫu này hết Hãy không đi và ạ? trải nghiệm nhé." Khi mời bạn bè đến buổi chia sẻ về chăm sóc da, bạn có thể nói, "Jenny ơi, mình biết là cậu cũng thích chăm sóc da giống mình. Mình đang áp dụng quy trình dưỡng da NovaVay 4 bước, kết quả rất là thích luôn nha. Cậu có muốn đến buổi chia sẻ về chăm Đây sóc da là do cách bạn mình mời tổ chức đến buổi để chăm dùng sóc thử da. sản phẩm không? Đi chung với mình nha. Không phải mất Đi phí chung hay với mua mình sản phẩm nha. gì đâu. Sau đây là một gợi ý viết lời mời tham gia cuộc gọi nhóm. Mời cuộc gọi Được nhóm dẫn nè. dắt bởi nhà phân phối đang hỗ trợ bạn hay có kinh nghiệm hơn bạn. Anna ơi, mình vừa bắt đầu kinh doanh các sản phẩm làm đẹp. Ở đây mọi người đều rất vui vẻ và nhiệt tình giúp đỡ Đây, tạo nhóm 3 người không biết viết mẫu thì đây là mẫu nha các anh chị ơi. nhau. Mình nghĩ là cậu nên biết về cơ hội này. Mình muốn giới thiệu cậu với một người bạn để giúp cậu tìm hiểu kỹ hơn. Những chia sẻ của anh ấy rất hay và anh ấy cũng quan tâm đến thực phẩm hỗ trợ sức khỏe giống cậu vậy. Mình có kể về cậu và anh ấy cũng muốn liên lạc. Anh ấy có thể sắp xếp một cuộc gọi vào 1 giờ hoặc 3 giờ chiều mai, khi nào thì tiện cho cậu nhất. Ấn định thời gian các anh chị nha, ấn định thời gian vào 1 giờ hoặc là 3 giờ chiều mai, chứ không phải hỏi người ta là khi nào bạn rảnh, nhớ nha. Lưu ý khi gửi lời mời, dùng lời trò chuyện cá nhân và chia sẻ những thông tin họ cảm thấy thú vị và có liên quan. Thành thực, không phóng đại hay hứa hẹn viển vông. Mượn kinh nghiệm của nhà phân phối đang hỗ trợ bạn. Bạn không cần tự mình làm hết mọi việc. Nếu người nhận từ chối lời mời cũng không sao cả. Chuyện bình thường thôi. Đừng nản chí. Hãy cứ giữ thái độ lịch sự và tôn trọng, sau đó mời người tiếp theo. Bạn càng mời nhiều người, số người đồng ý tham gia sự kiện sẽ càng tăng. Đó, các anh chị thấy không? Đâu phải Hãy ai cũng tạo ra nhận kết lời quả đâu. bạn mong muốn.
Một mẹo hay nữa để chia sẻ hoạt động của bạn trên mạng xã hội, chia sẻ câu chuyện sản phẩm của bạn, chia sẻ kết quả tuyệt vời từ quy trình làm đẹp hàng ngày đó, của bạn, hình, chia sẻ bí quyết và hướng dẫn làm đẹp, chia sẻ câu chuyện của bạn, lý do bạn gia nhập Oriflame và những thành tựu bạn đã đạt được. Nếu bạn nhận được một lượt like hoặc một lời bình luận, hãy liên lạc. Đây, những người mà like bài của mình, comment vô bài của mình hãy nhắn tin với bạn nha. Với người tương tác qua tin nhắn trực tiếp và mời họ tham dự buổi gặp mặt với nhà phân phối đang hỗ trợ bạn. Cảm ơn bạn đã bình luận trên bài đăng của mình. Mình nghĩ là bạn có cũng sẽ thích luôn quy trình này đấy. Mình đã gửi tin nhắn và chia sẻ thêm thông tin cho bạn rồi đó. Ghi nhớ, nhiệt tình chia sẻ với ít nhất 3 người mới mỗi ngày. Chia sẻ hoạt động của bạn trên mạng xã hội sẽ giúp bạn mở rộng cộng đồng làm đẹp. Giờ đây hãy chọn bạn bè trong danh bạ và mời và dẫn theo ít nhất một người bạn đến mỗi sự kiện do nhà phân phối đang hỗ trợ bạn tổ chức. Hoặc mời ít nhất một người bạn tham gia cuộc gọi trò chuyện nhóm với nhà phân phối đang hỗ trợ bạn. Chúc bạn may mắn. Chúc bạn may mắn. Oriflame luôn luôn nói với bạn rằng là hãy chia sẻ ít nhất cho 3 người mỗi ngày về Oriflame, được không ạ? Và chia sẻ cái gì? Chia sẻ ở cái bước số 1 là cái bước mà tìm hiểu Oriflame, đó, giới thiệu công cụ khởi đầu hoàn hảo đó. Các anh chị nhớ không? Và chia sẻ những cái cảm nhận của mình, những cái sản phẩm mình sử dụng và lý do vì sao mình sử dụng sản phẩm đấy, rồi chia sẻ lý do vì sao mình làm Oriflame, chia sẻ liên tục, chụp hình, quay clip các kiểu. Các anh chị muốn làm sao cũng được, nhưng mà nhớ để ý giùm như nha, là ở phía sau lưng của mình á, các anh chị nhớ là đừng có treo quần áo rồi những cái đồ mà linh tinh nhiều quá thì đâm ra nó bị thiếu chuyên nghiệp, phải không ạ? Rồi đó, tải video xuống thì cũng chỉ là nhắc lại những cái nội dung hồi nãy thôi ha. Rồi ok, tải business app nè, các anh chị thấy không, sau khi mà họ đạt 3% rồi thì Oriflame mới hướng dẫn cho họ tải business app, tức là khi mà bạn đã đạt 3% thì bạn mới quan tâm bạn lên 6% bằng cách nào, thiếu 350 điểm thì mình cần phải làm như thế nào đó, mình sẽ hướng dẫn cho bạn tải app ha. Và bước số 4, gia nhập đội nòng cốt. Gia nhập đội nòng cốt của bảo trợ của mình, mình sẽ được học hỏi kinh nghiệm nhiều hơn, học hỏi từ manager dày dạn kinh nghiệm của mình nè, rồi đạt được nhiều kết quả hơn, và quan trọng là có nhiều câu chuyện hơn, tại vì ở trong đội nòng cốt toàn là những người nhiệt tình thôi mà các anh chị, còn không nhiệt tình bảo trợ không cho vô đội nòng cốt đâu. Vậy thì các anh chị có muốn tham gia đội nòng cốt không? Các anh chị phải sở hữu cái yếu tố cần và đủ, không ạ? Đó, thành ra là bao nhiêu câu chuyện, các anh chị có thể lấy câu chuyện của những người nhiệt tình trong đội nhóm của mình á. Đôi khi các anh chị đâu làm công nhân giống như nè, như làm kế toán, như đâu làm công nhân, nhưng mà Như có mời được một người làm công nhân, Như sẽ sử dụng câu chuyện của một bạn trong đội nhóm của Như, sử dụng họ thích làm công nhân, họ làm công nhân, họ thích Oriflame sao, Như kể lại cho người này nghe, Như mời được họ tham gia vào đội nhóm của mình. Tương tự như vậy cho những công việc khác, không ạ? Khi có đội nhóm á, thì mình sẽ biết cách làm việc có tổ chức, và mình biết tôn trọng tập thể, mình biết làm việc teamwork nhiều hơn. Tất nhiên là sẽ có thưởng, sẽ có phạt, đúng không ạ? Nhưng mà tất nhiên mình sẽ có cơ hội để trưởng thành, các anh chị. Có nhiều câu chuyện hơn để thu hút người hơn, và có nhiều niềm vui hơn làm việc, biết truyền cảm hứng được cho bản thân của mình và xây dựng tình bạn. Thì ở đây á, là ở đây các anh chị thấy, nếu các anh chị đăng nhập vào app của các anh chị á, thì sẽ hiện ra thông tin của các anh chị nha. Thí dụ như là các anh chị có manager khác với lại quản lý độc lập, còn bạn này á, là Như hỗ trợ bạn trực tiếp vào nhóm của Như, thành ra là manager cũng là Như mà giám đốc độc lập cũng là Như luôn. Ở đây bấm vô nè, ở đây bấm vô là gọi được điện thoại luôn nè, bấm vô đây là nhắn tin được email luôn nè. Thích không ạ? Mình có thể hoàn toàn có thể liên lạc với những bảo trợ của mình, có thể hai người này sẽ khác nhau và mình sẽ liên lạc cả hai người luôn ha. Liên lạc sao? Liên lạc, chào bạn, mình vừa tham gia Oriflame trong một vài ngày và mình muốn kết nối với bạn để học hỏi nhiều hơn, không biết bạn có sẵn lòng hay không ạ? Đó, mình rất là vui vẻ, rồi mình giới thiệu bản thân của mình đang làm công việc gì, đang ở đâu và bao nhiêu tuổi rồi, và mình thích Oriflame ở điểm nào, và họ với mình sẽ có một cái điểm chung và họ sẽ kết bạn với mình. Và hoàn thành bước này, hoàn thành, mình bấm hoàn thành ha. Rồi ok, nếu mà hoàn thành rồi thì mình đã hoàn thành rồi, bắt đầu ghi vô lưu chứng nhận. Lưu chứng nhận để chi ạ? Để nhận quà các anh chị. Rồi quay lại bảng thông tin, vậy là xong. Chúc mừng bạn đã hoàn thành giai đoạn. Đó, vậy thì khi mà các anh chị làm việc, các anh chị thấy là tại sao cái công cụ khởi đầu hoàn hảo này Như cảm thấy vô cùng tuyệt vời. Và Như cũng nói luôn, Oriflame đã ra mắt công cụ này được khoảng gần 30 ngày.
Hay chính xác hơn là những anh chị nào mà được tham dự Director Seminar của Oriflame tại Nha Trang vừa rồi á, thì các anh chị sẽ được nghe Oriflame loan về tin này đúng không? Nhưng mà Như không nghĩ là nhanh như vậy luôn. Nhưng mà khi mà Như nhận được rồi, Như nghiên cứu liền các anh chị, và Như cảm thấy trời ơi sao mình mê quá à, mình muốn vận dụng ngay vô hệ thống của mình luôn, sử dụng những cái mẫu mời, những cái mẫu chia sẻ, những cái cách mà quay clip nên không nên như thế nào. Và chốt lại ngày hôm nay, các anh chị thấy không ạ? Buổi học ngày hôm nay các anh chị đã được lợi gì? Các anh chị đã biết bắt đầu Oriflame như thế nào, đã biết làm sao để thành công nhanh chóng trong 90 ngày, và các anh chị tận dụng được lợi thế của người khổng lồ Oriflame luôn, công ty mình vô cùng chuyên nghiệp luôn. Các anh chị biết là tạo ra một cái website á, là tốn bao nhiêu tiền không ạ? Website á, là thường á, là khoảng tầm 20 triệu đến 30 triệu một cái web. Nhưng mà đó chỉ là tạo thôi nha. Còn chi phí duy trì web á, là mỗi tháng các anh chị phải mất tầm khoảng 5 cho tới 7 triệu nữa cho người ta duy trì cho các anh chị. Còn nếu không á, thì các anh chị phải tự bỏ công sức của mình ra, mỗi ngày tự up bài, tự làm cái web đó nổi lên. Ôi thôi quá trời việc luôn. Các anh chị đâu có thời gian đâu đúng không? Cho nên là các anh chị thấy Oriflame làm hết cho các anh chị rồi. Xịn ghê luôn á. Rồi cái bước số 4 là gì ạ? Phát huy lợi thế đào tạo mọi lúc mọi nơi. Các anh chị thấy tuyệt vời không ạ? Ví dụ như cái khúc nào, là người nào, cái nhóm nào họ cần nói cái gì là các anh chị biết rõ luôn á. Và đặc biệt nữa là không, Như không cố tình, nhưng mà vì các anh chị cho nên Như đã giúp người mới của Như hoàn thành được luôn chương trình khởi đầu hoàn hảo trong 30 ngày để nhận quà rồi. Thì Như không muốn là các anh chị giúp cho đội nhóm của mình nha, mà các anh chị hãy hướng dẫn cho họ học cái điều đó để họ hiểu được sâu sắc hơn. Nhiều khi các anh chị nói thẳng ra luôn là đôi khi các anh chị trong đội nhóm của Như luôn á, một vài ngày trước Như cũng đã chia sẻ với các anh chị công cụ này rồi, nhưng mà do không có nhiều thời gian, có 30 phút thôi, thì Như cũng chỉ nói sơ qua một số cái clip, Như cũng không có coi từ đầu tới cuối cho các anh chị đúng không? Thì đôi khi các anh chị cũng không có thời gian coi lại, hoặc là mình nói để mình coi xong mình quên. Nhưng sao ạ? Nhờ vào cái buổi ngày hôm nay các anh chị được coi từ đầu tới cuối, cho nên các anh chị hãy dành thời gian cho chính bản thân của mình, cho sự nghiệp của mình. Ok, cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Và nếu các anh chị đã nhận được món quà ngày hôm nay từ Như rồi, thì các anh chị comment xuống dưới là đã nhận quà được không ạ? Đã nhận quà, đã nhận quà từ Điệp Như nha. Các anh chị bình luận xuống dưới được không ạ? Đã nhận quà từ Điệp Như đi, cho Như vui, mai mốt Như có cái gì hay hay Như lại đăng ký với sếp Hải, chia sẻ cho các anh chị nữa, các anh chị lại được lợi nữa. Các anh chị thấy sao? Các anh chị đã nhận được quà từ Như chưa ạ? Như cũng cảm thấy rất là vui khi mà mình cho đi. Ý nghĩa của Oriflame, ý nghĩa của cuộc sống là cho đi ha. Luôn luôn cho đi chứ không chỉ nhận riêng mình, mà càng cho đi thì nó càng còn mãi đó. Thì cảm ơn các anh chị một lần nữa vì ngày hôm nay, và xin chúc cho các anh chị mỗi ngày trong đội nhóm của mình đều tổ chức hội thảo ở mọi nơi trên toàn Việt Nam luôn. Ok, cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Cảm ơn Điệp Như chia sẻ, nghe đã quá Như ơi. Tuyệt vời quá, rất là nhiều các anh chị. Cảm ơn chị Thủy nữa nè. Cảm ơn các anh chị đã bình luận ở bên dưới nha. Bây giờ Như đã bật mic rồi, thì cho các anh chị mở mic lên để cảm nói từ Điệp Như được không ạ? Cô Điệp làm chỉnh chu quá, cũng có hết rồi, chỉ việc học và làm. Sếp chào cả nhà. Cảm ơn sếp nhiều. Cảm ơn Như đẹp. Chào cả nhà. Nghe xong rồi biết định hướng cho mình làm thế nào. Cảm ơn được chia sẻ. Nó công cụ ngay trong điện thoại luôn, các anh chị ơi, đi đâu cũng có thể làm được là đúng ý nghĩa luôn đúng không? Rồi bye bye, chúc các anh chị buổi tối vui vẻ nha. Chú ơi, chắc là mình kết thúc record. Cảm ơn chia sẻ.